Xin được trả lời khán giả Lê Phú. Anh Phú lại điện về và hỏi: cho tôi xin hỏi cái cách nhận biết bệnh qua phân gà. Gà nó có biểu hiện đi phân màu sô-cô-la là biểu hiện của bệnh gì? Cách khắc phục như thế nào? Vâng, thưa anh Lê Phú, sau đây sẽ là những tư vấn của chuyên gia chúng tôi dành cho câu hỏi của anh. Vâng, thưa anh, là cái này thì tất nhiên là nó cái độ chính xác nó không cao. Thì để mà nhận biết cái bệnh chủ yếu là bệnh ở đường tiêu hóa ở gà thì qua cái trạng thái phân và màu sắc của phân. Tôi lấy ví dụ như là phân lỏng và trắng như vôi thì đấy là bệnh đối với gà con gọi là bệnh bạch lỵ, còn đối với gà lớn gọi là bệnh thương hàn. Còn trong trường hợp mà phân gà có màu vàng và có lẫn bọt khí thì đấy là gà bị mắc bệnh do E. coli. Còn khi mà phân gà có màu sô-cô-la hoặc là màu đỏ tươi thì đấy là bệnh cầu trùng. Còn phân gà có loãng lỏng nhưng mà màu xanh trắng thì đấy là bệnh Newcastle hay còn gọi bệnh gà dù. Và khi mà phân gà có những cái thỏi như là con sâu hoặc là trong trường hợp là lỏng màu đen thì đấy là bệnh viêm ruột hoại tử. Còn phân gà có hiện tượng là trắng vàng, tức là như là canh trứng ấy, thì đấy là bệnh gum boro. Thì vậy thì đấy là các cái biểu hiện lâm sàng, và thông qua cái trạng thái phân người ta cũng có thể là sơ bộ chẩn đoán. Thế còn để mà chẩn đoán chính xác được thì phải cần phải quan sát thêm các triệu chứng và quan sát thêm cái bệnh tích của gà thì mới đưa ra được cái kết luận cách chính xác. Thế còn đối với đàn gà của nhà anh nói là bị phân có màu sô-cô-la thì đấy là bệnh cầu trùng. Vậy để khắc phục cái trường hợp này thì anh có thể dùng cái nước tỏi cho gà uống tự do hàng ngày, tức là 100g tỏi giã nhỏ pha với 10 lít nước, gạn lấy nước trong cho gà uống tự do, còn bã trộn vào khẩu phần ăn hàng ngày. Cái tỏi cũng có tác dụng rất tốt để ức chế cái sự phát triển của oxit của cầu trùng. Đồng thời là anh dùng diclacoc hoặc là anticoc hoặc là prococ trộn vào khẩu phần ăn hoặc là pha với nước uống cho gà ăn hoặc uống liên tục 5 đến 7 ngày. Tất nhiên kết hợp với thuốc điều trị trên thì anh cần phải dùng thuốc trợ sức trợ lực, nâng cao sức đề kháng và tăng cường giải độc cho cơ thể. Ví dụ như là glucocase kết hợp với multivit C và kết hợp với thuốc giải độc gan thận hòa với nước cho gà uống liên tục 10 đến 15 ngày. Sau này nó có bị lai giấu cái củ nhỏ vào nó chả khẩu là lai qua lai lại á, như là như vậy á. Khán giả chỉ cần gọi điện đến tổng đài 1900-6145 của kênh truyền hình Nông nghiệp Nông thôn VTC16 hoặc tương tác với kênh YouTube của kênh VTC16 sẽ được chuyên gia nông nghiệp giải đáp trực tiếp trong khung giờ từ 9 đến 12 giờ và 13 đến 16 giờ từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần. Nội dung tư vấn của chuyên gia sẽ được truyền hình trực tiếp trên kênh YouTube của VTC16. Để cho ra hoa. Sự thay đổi từ tư vấn trực tiếp trên sóng truyền hình từ 20 giờ đến 21 giờ trên kênh VTC16 sang tư vấn trực tiếp 6 tiếng trong buổi sáng và buổi chiều trên mạng Internet được các chuyên gia nông nghiệp đánh giá rất cao. Dịch bệnh xảy ra và họ cần một sự tương tác, tức là phải điều trị, phải giải quyết kịp thời, tức là điều trị kịp thời ngay thì mới đem lại hiệu quả. Và có những cái bệnh mà nếu chúng ta đưa ra phác đồ điều trị và khán giả họ thực hiện luôn thì như vậy thì ngày hôm sau là bắt đầu đã thấy có sự chuyển biến rồi. Thế nhưng mà nếu mà chỉ cần lùi lại một ngày thôi thì có thể đem lại một cái hậu quả không hề mong muốn. Có những cái mô tả của bà con chưa rõ thì chúng tôi hỏi lại thì được cái là bà con cũng nói ngay, thì cái đó là làm cho cái chẩn đoán của chúng tôi nó cũng sẽ rõ ràng hơn. Cái câu hỏi cụ thể như ở lĩnh vực trồng trọt thì nói luôn là cây ở giai đoạn nào, bao nhiêu năm tuổi. Thậm chí là khán giả có thể gửi hình ảnh đến để cho chúng tôi nhìn và chúng tôi tư vấn cho thì sẽ tốt hơn. Trả lời trực tiếp, tư vấn kịp thời, chính xác, thời lượng cuộc gọi tăng lên. Mỗi khán giả có thể đặt một hoặc nhiều câu hỏi cùng một lúc. Chuyên gia sẽ tư vấn cho đến khi khán giả cảm thấy hài lòng. Ngoài gọi điện, khán giả có thể gửi hình ảnh, video để chuyên gia nhận biết dễ hơn và chính xác hơn.
Đó là những mục tiêu, lợi ích của chương trình tư vấn nông nghiệp trực tuyến của kênh VTC16 mang đến cho quý vị khán giả. Một ngày, chúng tôi thống kê là có khoảng gần 800 câu hỏi cho đến 1.000 câu hỏi của bà con gửi về. Như vậy, tần suất hoạt động trong thời gian qua khi mà theo dõi thì thấy là cũng đáp ứng được phần nào. Tất nhiên là không thể hết được, nhưng cũng giải quyết được phần nào những cái nhu cầu của bà con. Từ 9 đến 12 giờ và 13 đến 16 giờ các ngày từ thứ 2 đến thứ 6, bà con có hai cách để trò chuyện trực tiếp với chuyên gia ở các lĩnh vực nông nghiệp. Cách 1, truy cập YouTube 3NVTC16, nhấn nút đăng ký kênh VTC16 và đặt câu hỏi ở phần bình luận livestream tư vấn nông nghiệp trực tuyến. Cách 2, gọi tới tổng đài 1900 6145, bấm phím 1, gặp chuyên gia trồng trọt, bấm phím 2, gặp chuyên gia chăn nuôi, bấm phím 3, gặp chuyên gia thủy sản. Quý khán giả có thể xem lại phần tư vấn trực tiếp hoặc câu trả lời của chuyên gia cho các câu hỏi gửi về tổng đài 1900 6145 trong chương trình Hãy hỏi để biết, phát sóng 20 giờ tối từ thứ 2 đến thứ 6 và Hỏi đáp trong ngày, phát sóng 11 giờ hàng ngày hoặc trên YouTube 3NVTC16. Con giống, vật tư, sâu, dịch bệnh, cách phòng trừ, mô hình hiệu quả, chia sẻ kinh nghiệm. Alo, VTC16 xin nghe ạ. Ở đây chuyên gia trả lời cho bác là cây bí đã bị bệnh do virus gây hại ạ. Bác đã làm theo các đồ điều trị của chuyên gia chưa ạ? Bác chưa theo dõi được chương trình ạ? Vâng, vậy bây giờ bác có thể chuẩn bị sẵn giấy bút ạ. Cháu sẽ đọc lại lời tư vấn của chuyên gia cho bác ngay bây giờ ạ. Mọi vướng mắc của bà con trong quá trình sản xuất nông nghiệp sẽ được các chuyên gia uy tín trong ngành tư vấn giải đáp. Tổng đài tư vấn nông nghiệp 1900 6145 luôn sát cánh cùng nông dân Việt Nam. Từ trường quay của VTC16, mọi thắc mắc trong sản xuất nông nghiệp của bà con sẽ được giải đáp bởi các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực nông nghiệp. Thắc mắc trực tiếp qua hiện trường, gọi điện qua tổng đài của VTC16 và có thể gọi điện trực tiếp tới trường quay. Xin chào khán giả đang được kết nối trực tiếp với chương trình Hãy hỏi để biết của VTC16 ạ. Tôi là Nguyễn Văn Tuấn ở Lý Nhân, Hà Nam. Dạ, nhà tôi nuôi thương phẩm đàn to được 5 tháng rồi mà tiêu chảy cả đàn, tiêu chảy ồ ạt. Có phải là bệnh tiêu chảy cấp hay không và cái cách khắc phục như nào? Giờ thì trời cao, đất thì dày, chui thì không chui xuống được, giờ biết kêu ai, giờ chỉ tự mình làm, mình chịu chứ. Đúng như đánh bạc là vì làm sao? Đấy, nhưng vừa rồi bão rồi, nhiều nhà mùa này chúng tôi mất trắng không được đồng nào. Những vấn đề nóng bỏng của làng quê, những kỹ năng và tri thức để phòng vệ, những con đường nông dân khởi nghiệp và sự nỗ lực không mệt mỏi. Thông qua kênh VT16, tôi đã tìm hiểu được rất nhiều về những cái phương tiện sản xuất trên lĩnh vực nông nghiệp. Học được nhiều cái, cũng đi lên cũng có nhiều kinh nghiệm trong cái việc trồng trọt. Phân tích, bình luận với các chuyên gia uy tín. Với ta họ rất dễ dãi, nhưng mà cái điều đó lại biến chúng ta trở thành sự luộm của không chuyên nghiệp. Anh muốn giữ được thương hiệu thì anh phải có chiến lược dài về cái sản phẩm của mình. Nông nghiệp, nông dân, nông thôn đang chuyển mình như thế nào? Nông thôn chuyển động 6 giờ 10 phút hàng ngày, phát lại vào 14 giờ 15. 21 giờ 40 trên 3N VTC16. Con giống, vật tư, sâu, dịch bệnh, cách phòng trừ, mô hình hiệu quả, chia sẻ kinh nghiệm. Alo, VTC16 xin nghe ạ. Ở đây chuyên gia trả lời cho bác là cây bí đã bị bệnh do virus gây hại ạ. Bác đã làm theo các đồ điều trị của chuyên gia chưa ạ? Bác chưa theo dõi được chương trình ạ? Vâng, vậy bây giờ bác có thể chuẩn bị sẵn giấy bút ạ. Cháu sẽ đọc lại lời tư vấn của chuyên gia cho bác ngay bây giờ ạ.
mọi vướng mắc của bà con trong quá trình sản xuất nông nghiệp sẽ được các chuyên gia uy tín trong ngành tư vấn, giải đáp. Tổng đài tư vấn nông nghiệp 1900 6145 luôn sát cánh cùng nông dân Việt Nam.